Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam A Mô A Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Giờ cùng thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng, chúng ta đồng ngồi xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng Giêng 2019 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học Phật. Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Học đến tập 32. Mỗi một người chúng ta đến thế gian này không ai mà không bệnh. Chúng ta khi học được Phật Pháp và từ từ hiểu thì mỗi một người công nhận rằng là bệnh của thân nhiều lúc còn không đáng sợ bằng bệnh tâm. Chúng ta học Phật là dùng phương pháp của Phật dạy trị bệnh tâm. Và khi trị được bệnh tâm thì từ tâm trị thân. Còn nếu như đem Phật Pháp không có áp dụng đúng ngay cái chỗ là trị tâm thì có khi chúng ta càng học Phật mà vẫn còn nặng nề đó. Hãy đem pháp của Phật là trị tâm. Tâm là nguồn gốc của bệnh, xuất phát ra thân. Nên Phật Pháp là hóa giải tâm, rồi tâm mới hóa giải thân. Như vậy là đúng. Nên mỗi một người á, bệnh thân chưa phải là đáng sợ, nhưng cái tâm này tối ngày nó buộc ràng mình và nó làm mình bế tắc và lo sợ những chuyện chưa đến và muốn lôi kéo những chuyện đã qua. Đây là cái bệnh nặng nề vô cùng. Nếu không nhắm mục tiêu là trị bệnh tâm thì dù là người ở trong chùa vẫn là mỗi ngày sống không có ý nghĩa. Người trong chùa là người mỗi ngày là gần với giáo pháp đó, được đọc kinh nhiều nè, được đọc lời tổ nhiều nè, vậy mà sống cũng không có ý nghĩa luôn. Vì sao vậy biết không? Họ không biết được rằng Phật Pháp là trị tâm bệnh. Mà tâm bệnh chưa trị được thì cứ nhồi nhét mãi vào, thì càng nhồi nhét thì càng bế tắc, bạn sẽ bị điên cuồng đó. Vì tâm không thông làm sao mà học Pháp.
cả người trong ngôi Tam Bảo mà những đức thấy họ mỗi ngày là không sống giống chúng, mà họ muốn họ hết bệnh sao được. Ví dụ như mình trong nhà mình đi, 4-5 thành viên sống mà có một thành viên sống khác hết toàn bộ cái người ở trong nhà thì bị biết người này là bệnh tâm rồi, bị tâm bệnh rồi, nên phải hóa giải cái tâm bệnh đó rồi thì mới đưa Phật pháp vào được. Còn nếu người này mà không hóa giải được cái tâm thì càng nhồi nhét vào thì càng đi cuồng, càng bị bế tắc, và nó phản ngược lại rất nặng đối với người này. Đây là cái chỗ mà những đức xác thực khi ở trong ngôi Tam Bảo mà gặp một số người đó nghe. Gặp một số người đó thì biết rằng á, mỗi một người chúng ta thường là bị cái mâu thuẫn giữa mình và mình. Thì cái nhận thức cho rõ đó. Cái mâu thuẫn không phải ở bên ngoài đưa đến, mà cái mâu thuẫn này là do chính mình mâu thuẫn với chính mình, và chính mình làm mình khổ, gọi là mâu thuẫn mình đó. Phải kiểm nghiệm cho thiệt kỹ cái chỗ này đó, có đó. Và mình biết cái đó là cái khổ, nhưng mình vẫn là mỗi ngày ôm giữ cái thứ khổ đó để mà quay nhiều quận ở trong tâm, gọi là chính mình mâu thuẫn chính mình rất rõ ràng. Chỗ này là rõ ràng nhất. Thí dụ như biết đây là chất độc nhưng mà không chịu bỏ ra, mà cứ mãi giữ chất độc để rồi than vang rằng tôi bị trúng độc rồi. Người lại nói rằng là thôi bỏ ra đi, đó là độc mà bỏ đi, nhưng mà không buông cái chất độc mà cứ than vang rằng tôi độc càng ngày càng nặng rồi. Đó. Nên Phật pháp là phương pháp để hóa giải tâm, và tâm được hóa giải rồi thì thân khỏe. Ung thư chưa nhất thiết là chết, nhưng vì trong tâm quá rầu buồn lo âu mà chết. Khi mang bệnh ung thư, trước thời gian chưa đi khám bệnh thì chúng ta sống rất bình thường, nhưng khi khám bệnh biết mình bị ung thư thì từ đó suy sụp tinh thần và con người trở thành bệnh ung thư. Hôm qua chưa khám bệnh thì hôm qua là chưa bị bệnh ung thư, nhưng khi đi khám bệnh bác sĩ nói cho mình biết rằng mình đã bị bệnh ung thư rồi, bắt đầu đi về nhà, từ đó trở thành bệnh nhân ung thư. Như vậy là phần nhiều chúng ta bị bệnh là do ngay cái chỗ là mình dọa mình và quá sợ. Bệnh này là bệnh tự mình dọa mình, hiểu không? Nếu mình không đi khám bệnh, mình không biết mình bị bệnh, vậy coi chừng mình sẽ trở thành người sống bình thường nữa. Mình sẽ trở thành người sống bình thường. Và mình biết rằng cái thân tứ đại này á, thì nó phải theo cái tứ đại trồi sụp, con người ai cũng bệnh. Nên á, những đức đã tập thành quen 9-10 năm nay và thành quen rồi. Có khi bị sốt, bị ho, bị cảm, bị nhức chân, nhức cẳng đều là để tự nhiên. Còn lên chánh điện tu nổi thì lên chánh điện tu, còn nếu mà lên chánh điện mà không nổi thì nằm bên phòng niệm Phật vài ba ngày thì trở thành người bình thường, khỏe lại và xuống tu nữa và đi làm việc bình thường. Lâu ngày thì tự nhiên không kết giao cùng thuốc nữa, và chúng ta kết giao cùng A Di Đà Phật. Và cuộc sống của nội tâm rất là vui. Có nhiều khi thân bị bệnh nhưng tâm không có vấn đề, nên những đức mới nhìn ra được cái chỗ là vấn đề khổ nhất của mỗi người chúng ta không phải thân bệnh. Vì thân bệnh là lẽ tự nhiên, mà vấn đề nan giải nhất của chúng ta là tâm bệnh. Tâm bệnh vô cùng đáng sợ. Nó sẽ làm cho chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, không lúc nào được bình yên cả, là do ngay tâm bệnh. Tâm bệnh này là do ngay chỗ tâm nhớ bệnh và tâm lo thành bệnh,
Nếu chúng ta bây giờ gặp được Phật Pháp, gặp ngay Pháp Môn Tịnh Độ, chúng ta để câu A Di Đà Phật vào ngay cái tâm đó, chủ cái tâm vào câu A Di Đà Phật, thì tâm nhớ Phật, miệng niệm Phật, tai nghe câu Phật hiệu, thì tức khắc hóa giải tâm bệnh là ngay chỗ là chuyển qua chỗ nhớ Phật, chứ không phải như lúc trước thường âu lo tự tâm. Lâu ngày trở thành nhớ Phật niệm Phật và hóa giải được cái tâm bệnh. Nên người mà gặp Pháp Môn Tịnh Độ, rất là nhiều người có thể hóa giải được tâm bệnh là nhờ ngay chỗ là tâm nhớ Phật nên chuyển tâm bệnh. Còn nếu tâm này mà không nhớ Phật thì vẫn là mang tâm bệnh. Nên tất cả hành giả niệm Phật phải nhớ rằng nhớ Phật niệm Phật, duyên theo Phật giới, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành Phật. Nếu duyên theo chúng sanh giới thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ là chúng sanh ở lục đạo luân hồi khổ đau. Hiện tại tuy mình đang niệm Phật nhưng tâm mình đang duyên đến chỗ nào nhiều? Tự kiểm đi. Duyên đến chỗ nào nhiều thì nó phát huy chỗ đó nhiều. Khi học Phật rồi, thời gian mình được trải nghiệm và được nhìn người học Phật, mình cũng được trải nghiệm. Có một vị này ở trong chùa tu. Cái vị này hình như ở được năm mấy hai năm vậy, ở trong chùa niệm Phật. Lúc mới vào chùa là cái tâm nó háo hức tu hành, là duyên đến Phật. Tu một năm mấy bắt đầu là duyên ra trần cảnh. Vừa duyên ra trần cảnh cái là bắt đầu là cảnh trần kéo liền. Là tự cái vị này khi đi nói những cái câu rằng: con bây giờ con ở không nổi nữa. Cái tâm không biết nó phiền não từ đâu mà nó nặng nề vô cùng. Nó trong tâm nó không ở nổi nữa rồi. Vị nhớ này nghe, một con người mà tối ngày cứ lủi thủi một mình, rồi xong không nói không làm, rồi không giống chúng sanh đang sống bình thường. Cái người này là người bệnh tâm. Mỗi người chúng ta công nhận rằng sống chung với nhau thà muốn gì nói đại đi, đúng không? Nói đại người ta còn biết, người ta giúp mình. Còn này mình cứ im không nói mới đáng sợ. Kiểu không nói mình không biết cái người này muốn cái gì. Sao mà ta giúp người này đây? Cái người không học Phật á, họ vậy mình còn á, không trách họ. Còn cái người học Phật mà như vậy là chúng ta tốt nhất là nghĩ nói họ luôn. Nghĩ nói họ là họ tiêu rồi đó. Quý vị nhớ nghe không? Mình mà đi sống ở đâu á, mình mà quá đáng quá, người ta thấy rằng người ta nói mình không nghe, người ta bỏ liều mình, tất cả mọi người ta bỏ liều mình hết, ta không nói mình là rồi xong rồi đó. Mình sắp sửa bị đào thải rồi đó. Sống sao nổi. Cái khổ nhất khi xử phạt một người là cách này nè. Khổ vô cùng nè. Ví dụ như trong nhà này 5 thành viên sống, có một thành viên hư hỏng, nói họ không nghe phải không? Cha mẹ anh em đều là không ai nhìn tới người này cả. Không ai nhìn, không ai nói tới người này cả. Người này muốn ăn, người này muốn không ăn, đó là chuyện của người này. Đây là một cái cách phạt nặng vô cùng, và người này sẽ tự không sống được ở trong nhà đó. Đây là cách phạt nặng nhất. Còn nói tới có nghĩa là người ta còn ngó ngàng đến gương mặt của mình. Nếu người ta không nói đến mình, có nghĩa là người ta đã không muốn cái cảm giác gì để ý tới gương mặt của mình cả, thì mình trở thành là thứ vô dụng. Nên một con người mà người ta còn gầy la, còn trách mắng mình, có nghĩa là người ta còn xài mình. Còn một con người mà người ta không nói gì tới mình nữa thì người ta nghĩ xài mình à, là mình tiêu. Đây là một cách phạt rất nặng. Nên khi mình đi học đạo mà bị thầy gầy la, có nghĩa là thầy thương mình.
Còn nếu mà người thầy này mà không nói gì tới mình nữa, có nghĩa là người thầy này đã biết rằng không có dạy được người học trò này, có nghĩa là không nói nữa, là chúng ta chỉ còn có đúng một con đường là ra đi. Nên khi mình là người nghe đạo pháp phải nhớ rằng á, trời xanh á, có mắt có mũi có miệng, mắt thì nhìn, mũi thì ngửi đúng không, miệng thì nói đúng không, có gì nói. Vợ chồng sống chung nhau vậy, cái gì không đồng lòng nói cho rõ ràng, mình thủ thỉ mình nói rõ ràng vợ chồng nhau nghe để xây dựng nhau cho nó đàng hoàng đúng không. Cái kiểu mà không nói không nói không nói á, lâu ngày nó trở thành độc, độc của tâm á, rồi cuối cùng là nó xa nhau luôn rồi, hiểu không? Nên mình là người học Phật nên cởi mở cái nội tâm mình ra. Việc đâu còn có đó, trước nhất là cởi mở trước mình nè, để mình nhẹ nè. Khi mình mà nhẹ rồi người ta gặp mình người ta nhẹ. Còn mình không chịu cởi mở trong tâm mình ra, mình nặng nề thấy mồ luôn, người ta gặp mình là người ta thấy nặng nề rồi à. Mình đi đâu mình cũng đem chất độc cho người ta chứ á, vậy là chết rồi. Trời ơi, mình đi đâu cũng đem chất độc cho người ta chứ, khổ quá rồi. Nên mình phải cởi mở cái tâm mình trước để bản thân mình nó được nhẹ đi. Khi nó nhẹ rồi ai gặp mình người ta cũng nhẹ, có nghĩa là chính mình còn giải được chất độc cho mình mà mình còn giải dùm chất độc cho người khác. Thí dụ như những đức không thoải mái làm sao những đức ngồi đây nói chuyện quý vị nghe được. Nếu những đức ở đây mà nặng nề á, nó khó chịu vô cùng, thì những đức chỉ cần ngồi xuống một cái thôi là quý vị ở dưới bắt đầu là chúng độc te tua. Đúng không? Nó chứ sao? Từ ngay cái chỗ nói chuyện này nó quá gần luôn, dễ học mà. Nên mình muốn giúp cho người vui là trước nhất mình phải hóa giải mình trước nè. Chứ sao mà mình buồn mà giúp cho người ta vui? Mình buồn người ta gặp mình một cái là người ta muốn khóc rồi, sao mà người ta vui nổi? Nên mình vui người ta gặp mình người ta mới vui, thấy không? Vui từ nội tâm thì từ trường nó rất là nhẹ, nên cái gương mặt mình nó nhẹ lắm. Nên người ta gặp mình cái là người ta vui lắm, người ta gơ gụng hết cái buồn à. Nên nghe cái chỗ này hay lắm, quý vị sẽ tự biết chữa bệnh cho người khác. Muốn chữa bệnh cho người khác được thì mình chữa bệnh mình nè. Mình chữa bệnh mình nè ha. Mình chữa bệnh mình mà nó lành bệnh mình, ngon lành rồi là tự nhiên từ mình sẽ chữa bệnh người khác. Thấy không? Nghe những chỗ này rồi quý vị áp dụng đi. Nên mỗi một người chúng ta, khi mà mình nghe Phật pháp là một phương pháp để trị liệu mình, chữa trị người khác. Sống trong một nội bộ nghe quý vị, những đức sống cùng với đại chúng không à, không có sống tách rời chúng. Từ khi đi làm 11 năm cũng là sống cùng với cái chỗ làm. Rồi đi tu 9 năm là cũng sống cùng với chúng. Những đức thấy trong chúng người ta mấy chục người, tự nhiên có một người mà tối ngày buồn phiền khó chịu rồi ơi, làm cả cái chúng người ta ảnh hưởng luôn. Rõ ràng người xưa nói câu hay, một con ngựa đau chân cả tàu bỏ cỏ. Thấy chưa? Một trong gia đình mà có một người mà buồn phiền rồi là cả nhà không vui nổi luôn á. Vô buổi cơm rồi là quý vị làm cho người ta ăn cơm không ngon đó. Rõ ràng không? Nên mình đừng có làm cái điều lỗi lầm lớn đó, nghe không? Cái lỗi lầm lớn nhất của chính mình là làm cho cả nhà buồn. Cái lỗi lầm lớn nhất của mình là đi đâu cũng làm người ta cảm thấy nặng nề và khó chịu. Thí dụ như những đức là người xuất gia, những đức thấy bên kia người ta đang ăn nhậu, ăn mặn đồ, người ta đang cụng ly, người ta vui vô cùng. Mình đang cần cái việc gì mà đi qua bên đó, công việc gì đó, mà lúc đó là tiệc đó những đức không có qua. Vì sao? Người ta vừa gặp người xuất gia mình cái là mất hứng, hiểu không? Ta đang ăn mặn, ta đang uống bia, ta đang vui mà thôi, để cho người ta vui đi. Mình đừng có bước đến chỗ đó mình làm ta mất hứng, thấy chưa? Cái việc đó là không phải dính líu đến mình đó, mà mình phải nghĩ sâu sắc rằng là mình bước tới mà để người ta mất hứng thì thôi, đừng có đến chỗ đó làm gì. Nên bản thân của mình là người tu á, phải mở rộng cái tâm rằng là chính mình á, vui mà để cho người khác vui thì mình nên thường vui. Còn nếu mình buồn mà để người khác nặng nề thì mình đừng nên buồn. Mình buồn mà để cho nhiều người người ta buồn, ai cũng thấy mình là nặng nề. Như vậy thì mình đừng nên làm như vậy. Bạn đem độc cho người ta thì bạn bị chúng độc te tua rồi, hiểu không? Nó
Nên là những cái chỗ này quá giải nội tâm của nhiều người lắm á. Nhất là mấy cô mà vui là cả nhà vui đó nghe không. Mấy cô là như hoa vậy đó. Hoa thì phải nở cho nó đẹp chứ. Hoa này mà hoa héo, chắc là ta gặp mình ta héo hết luôn quá à. Nên học Phật về bà nào cũng là hoa nở hết chứ. Nở tươi, thấy không? Hồi học Phật về bước vào nhà một cái là thấy như là ánh quang minh của Phật mà soi gọi chúng sanh nha. Còn cái kiểu này học Phật mà bước vào trong nhà một cái mà thấy như một màn đêm u tối là khổ lắm á nghe không? Màn đêm u tối là biết sao, gương mặt sù sụ tối ngày. Cứ sù sụ tối ngày. Quý vị nghĩ đi, dù cho là chúng ta cười cũng có duyên, nhưng mà con người mà thường vui thường cười của người này người ta thấy là cũng thấy dễ thương đấy không? Nên những đức mà nói với mấy cô trong bếp chùa mình á, như đức nói á, dù là người ta đem lại một cây cỏ nó cúng dường cho chùa chẳng nữa, giờ gặp người ta bây giờ mình cũng nở nụ cười nữa. Cái này là cách giao thiệp đặc sắc mà, người ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà, thấy không? Chứ có ai mà nói cái thức ăn nào đó bổ bằng nụ cười không? Dù là quý vị có ăn bao nhiêu là chất dinh dưỡng, nhưng mà quý vị không cười sao bổ vàng. Nên những đức cứ nói với các cô trong chùa mình là tu cái hạnh giải thoát. Nó giải thoát là nó giải những cái chỗ mà u uất, những cái chỗ buồn phiền, những cái chỗ nặng nề, nó giải rồi nó mới thoát ra được cái chỗ đó, rồi nó mới về tới giới cực lạc. Còn cái này tu hạnh giải thoát, tôi không có cười, tôi cứ sụ sụ cái mặt để tôi lo tôi niệm Phật. Cái này chắc giải, không biết giải đi đâu và thoát đi đâu, chắc thoát cái Tây Ninh quá. Ôi, cái chuyện là thế gian nè. Mình đang sống ở thế gian, nó giải quyết cái chuyện thế gian này, chứ nói đâu cái chuyện cao xa gì ở thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc là chắc chắn là mình muốn về thế giới cực lạc rồi, nhưng mà trước nhất là cái nhân ở thế gian mình phải sống làm sao nè. Ví dụ như người ta cầm lại một nải chuối, người ta từ ở xa, người ta nghèo, người ta có nải chuối một thôi, người ta quý ngôi Tam Bảo, người ta chạy xe mấy chục cây số, người ta cầm nải chuối đến chùa người ta cúng. Thì bây giờ mình ở trong bếp, mình đang ngồi mình làm việc gì mà mình gặp người ta cầm cái nải chuối bước vào, mình thấy người ta lam lũ, người ta nghèo, thì bây giờ như thế nào? Mình bắt đầu là mình, dù là đang bịt khẩu trang, mình mở khẩu trang ra, bắt đầu là cái miệng của mình nó lanh lẹ một chút. Cô ơi, sao lâu quá mới thấy cô tơ. Cái bà cũng hết hồn, nó nói trời, tôi có tới đây đâu mà lâu trời. Nên không lẽ người ta đi hỏi cô ơi, tôi mới tới đây lần đầu mà, chứ có tới hoài đâu mà lâu hay mau cô. Ủa vậy mà con nhìn thấy cô quen lắm á, thấy chưa, quý vị thấy hay chưa, con nhìn thấy cô quen lắm á. Thôi cô ơi, có dịp đi đến đây cúng nải chuối chúng con tiếp nhận Tam Bảo chứng minh cho cô nghe. Cô cố gắng ở lại lên chánh điện niệm Phật với các cụ một chút, hoặc là đi vòng vòng chùa cho mát mẻ một chút đi, rồi cô ở lại ăn cơm trưa hãy về nghe cô. Một câu nói như vậy có mắc cắt bạc nào không? Sao không nói? Nói một câu vậy có phước sao không nói? Cứ ghiêu ghiếu à. Tôi lo niệm Phật. Không nói gì chừng á. Niệm Phật thôi à. Thiền thời gian bạn hết phước hết duyên thì bạn đi ra khỏi chùa. Bạn không chịu coi trong kinh A-di-đà hả? Đức Phật đã dạy rằng không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nước kia. Bạn tu mà không có nhân duyên phước báo chứ sao tu? Cái người mà tu được là do có phước. Bạn không có phước sao tu hả? Hả? Ôi ơi, người ta ở trong chùa 9 năm mà nó có phước là do gì? Cái miệng của người ta, tuy cái miệng xấu nhưng mà cái miệng vui. Miệng bạn đẹp sao chịu vui chàng? Vì thấy cái miệng như đứa con nó cười nó rộng mà nó xấu, nó hô hốc. Vậy mà còn cười. Nói người ta còn cười được, không chi quý vị, tại sao mà miệng vui vậy mà không chịu cười? Cái miệng vui mà tối ngày cứ lấy cái khăn bịch là không à. Ôi cái gì đẹp thì mở ra chứ. Ôi cái người niệm Phật mình dù là súng răng đi chăng nữa mình cũng cười nữa. Lạ lắm, thường mà vui rồi cười nghe. Quý vị biết rằng bị súng nguyên cái hàm răng cửa luôn, bị cười cái người ta nói trời, cái bà này bà có duyên gì đâu á. Súng răng mà cười cũng có duyên nữa. Thấy không? Tại vì á, cái niềm vui mình cho người ta nên trả lại cho mình là một cái niềm vui và một cái nhân duyên vô cùng lớn. Cái duyên này là do gì mình đem cho người ta vui nên cái duyên của mình nó lớn, nó duyên lại cho mình á.
mình duyên cho người ta tốt thì người ta duyên lại cho mình tốt. Rồi từ cái duyên này mình được tốt và cái phước mình dậy, cái phước mình dậy rồi thì mình niệm câu Phật hiệu là tương ưng, là thấy chưa. Còn cái này tối ngày muốn giảng sanh mà cứ là không chịu tạo nhân duyên phước báo, có nghĩa là từ khi là bạn không gặp ai, không có duyên với ai cả. Nhưng nhớ nghe không, không có duyên với ai mà cái niềm vui từ nội tâm người ta còn phát cái cỏ cây hoa lá nữa đó. Quý vị biết rằng đọc sách có chư tổ, các ngài vui đến cái mức đó nghe, mà các ngài khi gần cái cây là các ngài vuốt ve cái cây, các ngài nói chuyện với cây á. Còn gặp một trái xài các ngài vuốt trái xài mau lớn nghe không, trái xài này để mà phục vụ cho đại chúng này nghe chưa. Những đứa cũng học theo, mỗi lần mà những đứa đi đến cái cây xài là những đứa cứ vỗ vỗ vào cây xài. Năm nay trái cho nhiều nghe không, cho mấy bà cụ có xài ăn nghe không, mình cống hiến hết lòng nghe chưa. Có bông là không được rụng nghe, phải đậu trái cho đàng hoàng nghe. Quý vị coi cái trái xài, cái cây xài mình ở ngoài kia kìa. Ồ, trái gì đâu mà kinh khủng thiệt, quá trời trái luôn. Không, người ta thương cái cây xài, người ta phải tin rằng là Phật dạy là tình dữ vô tình, đồng vi chủng trí. Nghĩa là cái tâm mình vui nó trả cho hoàn cảnh, thì hoàn cảnh trả cho mình vui à. Ví dụ như mình sống trong nhà có mình nhưng mà mình thương hoàn cảnh của nhà mình và mình quý hoàn cảnh của nhà mình, đó là phong thủy tốt của nơi mình ở đó. Đã là mình thích cái hoàn cảnh cái nơi mình ở là có nghĩa là mình sạch sẽ, mình gọn ghẽ, rồi mình lau chùi, mình thương yêu mà. Từ nơi đó mà cái hoàn cảnh mình đang sống trả lại cho mình một cái niềm vui đặc biệt lớn lắm. Còn nếu như mà mình sống ở nơi đó mà mình chán ở đó, mình không vui ở nơi đó, như vậy thì đây là không phải phong thủy tốt của bạn rồi. Cái phong thủy tốt không có phải cần hỏi người bên ngoài, mà cái phong thủy tốt là chính cái tâm của mình ở nơi nào thì mình hết lòng ở nơi đó. Ví dụ như mình chưa có thương anh chàng này gì hết mà cha mẹ bắt buộc phải gả mình cho anh chàng này, mà mình bây giờ cũng làm đám cưới với anh chàng này rồi và cũng sống với người ta rồi, thì chúng ta phải tiếp nhận cái phong thủy này cho nó tốt, hiểu không? Phải tiếp nhận cái phong thủy này, trong lòng mình phải chấp nhận rằng giờ cho của nào thì nhận của nấy thôi. Cũng không có muốn, nhưng mà chắc là duyên nợ với ảnh nên là giờ cũng đến với nhau rồi. Nhưng mà càng nhìn thì thấy ảnh cũng dễ thương, cũng có duyên. Rồi bắt đầu là tình cảm, từ đó mà nó nuôi tiếp tục, nó nuôi tình cảm đó. Rồi bắt đầu là cảm thấy rằng là mình chấp nhận và mình sẽ sống với anh hết cuộc đời của mình. Rồi bắt đầu là quý vị chấp nhận rồi là có nghĩa là ăn cây nào là gào cây nấy rồi đó. Vậy thì tự nhiên cái phong thủy của ông chồng là phong thủy tốt liền. Còn nếu như mỗi ngày sống trong qua ngày đoạn tháng ăn ngủ với người ta nhưng mà trong lòng cảm thấy như có xác không có hồn, vậy thì quý vị tự làm khổ mình rồi, đúng không? Phải không? Tự làm khổ mình rồi, làm chi mà cái chuyện dối mình dối người như vậy. Ăn cùng người ta, ngủ cùng người ta vậy mà chỉ có xác không có hồn, vậy thì mình tự làm khổ mình và làm khổ luôn hoàn cảnh xung quanh rồi. Nếu nghe được Phật pháp chỗ này thì mình biết đây là duyên, duyên rồi thì mình sẽ bồi dưỡng duyên này cho tốt. Thì tức khắc từ cái chỗ ban đầu chưa được tốt mà từ từ rất là tốt, là do chính mình biết bồi dưỡng hoàn cảnh bên cạnh mà mình đang sống. Phật pháp hay lắm, rất là hay. Chỉ cần có cái tâm chấp nhận, biết rằng đây là duyên và nợ thì nhất định là sống tốt. Còn nếu mà bây giờ buồn chết, tại sao người tôi không thương mà tôi lại ở bên cạnh ảnh, rồi cuối cùng mình đi tìm một cái người nào mới đó, thì cuối cùng sao? Mình sẽ gặp một cái người nó sẽ trả lại cho mình ghê gớp lắm, và mình khổ dữ lắm nghe chưa. Nên những đức ở trên kia 5 năm đó, những đức đâu có muốn đi ra khỏi trên kia đâu, nhưng mà vị chủ trì người ta sắp xếp cho những đức thì những đức phải đi thôi. Thì khi đi xuống đây cái là những đức vô đây, những đức ở cái là bắt đầu là bữa sau lại cái là sao, là những đức cái mua đồ cúng tế thực, đồ mua đồ phóng sanh đồ gì, những đức dọn cái bàn cúng tế thực rồi xong phóng sanh cái để mà giống như trình báo cho từ là hòa thượng thì cho ở rồi, thì bắt đầu là mình trình báo cho cái phần vô hình là tôi đến đây tôi ở, tôi sẽ hành đạo ở đây đó. Nghĩa là mình phải hiểu cái nguyên lý sống. Rồi bắt đầu là cắm cái tâm vào cái mảnh đất ở nơi này thì quyết chí hành đạo đây. Bây giờ được 4 năm 4 tháng ở đây rồi. Xuống đây được 4 năm 4 tháng rồi.
cũng mau ha. Nên bây giờ nhân viên ở đây á, trước nhất là chúng ta nói tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu vậy đi. Ở đây thì thấy là biết chùa Pháp mình nhiều ha. Đó là do vì sao? Khi xuống đây là chấp nhận. Còn nếu như mà đưa đi xuống đây mà không chấp nhận thì mình không có duyên đây. Bây giờ chấp nhận lắm, rất là chấp nhận ở đây. Nếu sau này mà Hòa Thượng Ngài đưa mình đi đâu nữa thì mình sẽ chấp nhận cái nơi mà Hòa Thượng đưa mình đi. Đúng không? Mình ở nơi nào là mình chấp nhận nơi đó. Vậy thì cái nơi nào mình ở là nơi đó phong thủy tốt của mình. Hiểu chưa? Nó phong thủy tốt của mình rồi. Quý vị thấy phong thủy chùa mình tốt không? Phong thủy không tốt sao hoa nở dữ à? Hoa xung quanh nở rộn ràng nguyên mùa Tết luôn. Ai mà bước vào chùa mình cái là tự nhiên ta bước xuống xe cái là tự nhiên khỏe re. Có cái bà cái bà nói cấp nãy con ngồi trên xe con ói xanh mặt xanh mày luôn thầy. Vì mà con vừa bước xuống xe cái tự nhiên hết ói, bây giờ khỏe re luôn. Ôi sao mà thoải mái vậy? Từ trường tốt, từ trường rất là tốt. Vì mỗi ngày ở đây niệm Phật suốt, đúng không? Nên từ nơi đó mà mỗi một người trong chùa những đứa cứ nhắc họ. Quý vị nhớ nè, cái tu hành á, là mình á, chấp nhận cái hoàn cảnh mà đến với mình. Còn nếu mình không chấp nhận là mình đi ngược lại cái quy định sống rồi. Có cái tâm chấp nhận và cố gắng tu thì cái gì cũng giải được hết trơn á, quá giải hết. Còn có cái gì mà nó nội tâm nó nặng nề quá, mình phải tin tưởng người mà mình hỏi. Mình hỏi người ta đi rồi người ta nói cho mình nghe rồi quá giải là xong, hiểu không? Chúng ta thường khổ hỏi mà nghi. Hỏi mà nghi vậy thì ai giải cho mình được hả? Nếu mà muốn tự mình giải cho mình thì khỏi cần hỏi. Chỉ có một câu, nhớ Phật niệm Phật là tự nhiên quá giải tâm liền. Quá giải tâm đặc biệt lắm. Nên tất cả những người mà mang bệnh gặp Phật Pháp không cần sợ đâu. Không cần sợ. Phật Pháp sẽ hóa giải nội tâm mình, không còn bị bế tắc nữa. Và vui lắm. Có rất nhiều người đi đến chùa mình á, họ được hóa giải nội tâm, nhưng mà được vài ba năm. Vài ba năm sau bắt đầu là hiểu hiểu Phật Pháp rồi, bắt đầu là có người giới thiệu phương pháp này, phương pháp kia. Bắt đầu chạy nha. Sắp sửa rất hầm. Hiểu không? Quý vị nhớ nè, chư tổ là trí tuệ, Phật là trí tuệ, dạy không sai. Dạy mình muốn thành công là phải nhất môn. Phải nhất môn. Cái người mà đi sâu một môn là cái sự thành tựu rất là lớn, rất là lớn. Chúng ta coi qua cái trường hợp gì thì chúng ta biết liền nè. Thí dụ như ở ngoài đời nha, có cái người này họ học nhiều nghề lắm, nhưng mà không có cái nghề nào mà họ học tới cùng hết trơn. Học cái nghề này ba mới rồi nó chạy đi tìm cái nghề khác học nữa. Học bao nhiêu nghề mà không có thành nghề nào hết trơn. Không bằng người này làm nghề móc bọc mấy chục năm, cuối cùng cắt lên một vị trí là gom thu tất cả những cái đồ dụng dằn họ mua lại hết, rồi cuối cùng họ làm ông chủ cái nơi mà thu gom đồ móc bọc. Ban đầu chỉ có cầm cái bọc đi lụm thôi, vậy mà mấy chục năm sau trở thành ông chủ. Còn anh thì học quá nhiều nghề mà anh vẫn là người đi làm công, không làm chủ được. Vì sao? Vì anh không chuyên một môn. Nếu anh mà chuyên một môn chắc chắn anh sẽ có chỗ thành tựu rất là lớn. Thì thấy những đứa không có học gì hết trơn mà nó chuyên được 9 năm nè, hiện thấy hả? Chuyên được 9 năm nè, có nhiều người ta gặp những đứa người ta nói đây mình không có chút gì nghe, nói đây là chỉ là nhị xuyên của Phật Pháp đi tán thán Phật Pháp thôi. Còn mình là một kẻ vô dụng mà nhờ nương vào Phật Pháp thôi mới được hữu dụng một chút. Quý vị nghe nè, những đứa thấy mình là kẻ vô dụng, rất là vô dụng. Như vậy mà 9 năm nay vì cái kẻ này nó vô dụng, nó nghĩ rằng nó không có học được cái gì thêm nữa hết.
nên nó quyết chí niệm một câu A Di Đà Phật này và bộ kinh Vô Lượng Thọ luôn. 9 năm nay quý vị thấy bây giờ nhìn gì nó thấy không, nhìn gì nó nói rõ ràng, còn nhìn gì nữa. 9 năm nay bây giờ quý vị ngồi á, quý vị nhìn đó, 9 năm trước nhìn cũng không nhìn nữa, chứ đừng nói bây giờ mà ngước cổ nhìn đưa trước mặt cũng không chịu nhìn nữa. Quý vị thấy không, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu A Di Đà Phật có 9 năm á, không có học cái gì cả. Từ khi Nhân Đức đi tu tới giờ, Nhân Đức chưa từng biết cái chư Phật học là cái gì luôn á, chưa từng biết luôn đó. Chỉ có nhất môn một câu A Di Đà Phật và bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi. Bây giờ thao thao bất tuyệt, ngồi lên cái gì cũng nói được, nhưng mà nói ta nghe được chứ đâu phải nói mà người ta bỏ đi hết đâu hả. Nên á, quý vị thấy một năm coi coi vậy đó,